Chào các bạn nhá. Hôm nay em có một ít máy hút ẩm đó, mới vệ sinh xong. Thì hôm qua thì em cũng đã quay dàn của ba con. Đó, dàn nóng, dàn lạnh của ba con, hai con Corona cũng như là một con Pala đó. Và con Sáp này, em cũng đã vệ sinh xong rồi. Con Sáp này rất là đẹp nhá. Thì ba con này dung tích hút nó đều khác nhau. Hai con Corona này là sản xuất năm 2018. Công suất hút của nó là 18 lít trên một ngày. Sử dụng điện 100V. Đấy, tất cả sử dụng điện 100V hết. 18 lít này thì các bác sẽ sử dụng cho cái diện tích phòng nó khoảng 80m2 nhá. Đó, còn con Pala kia nó là 12,5 lít. Con này là có Ecolavi này, có Lanloe này. Lanloe con này rất là thơm nhá. Sản xuất năm 2016. Thì 2016 con đó là sẽ sử dụng cho phòng khoảng 55m2. Đó. Nó có chức năng hút ẩm sấy quần áo. Riêng về cái chức năng hút ẩm của nó thì nó cũng phải dưới tầm đâu 4 chế độ khác nhau. Đó. 4 chế độ khác nhau và sấy quần áo cũng vậy. Các bác thấy là những con này nó đều có cánh gió đảo nhá. Con Pala kia thì em không còn ổ để em cắm. Thì nó có hiện độ ẩm nhá. Đấy. Có phần đèn góc hiện độ ẩm kìa, 40 50 60%. Thì con Sáp này của nó là 10 lít trên một ngày thì nó sẽ sử dụng cho phòng 40m2. Đó, tất cả máy là toàn bộ là trắng đẹp di nguyên bản. Vì thực sự các bác là thời điểm hiện tại bây giờ miền Bắc đang mưa ẩm. Đó, và sản được những máy đẹp như này thì nó bọn em cũng phải là đặt và mất rất nhiều thời gian. Đấy. Thứ hai nữa sau đó là về là vệ sinh sạch sẽ này. Test mọi chức năng ok này. Đấy, sau đó là sẽ đăng bán gửi đến cho các bác nhá. Rồi, tất cả máy em bán ra từ lọc không khí, hút ẩm. Đấy, thì những dòng đấy em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng nhá. 6 tháng. Đây là con Corona, hai con màu, một con màu lông, một con màu xanh. Và em thấy là cái dòng Corona này, cái gió của nó ra đấy, nó rất là ấm. Đó, nó rất là ấm luôn đấy. Thì các bác để cho phòng, nếu mà phòng mà nó vào những mùa ví dụ như nó hơi lạnh một chút ấy, thì cái gió này nó ra nó cũng giúp là tăng được cái nhiệt độ trên phòng lên. Rồi, cánh đảo nhá. Đây, con này nó thiết kế thì nó có một cái màu. Đó, đi hết vào ba chiều nhé. Còn bên chiều thứ tư này, mặt thứ tư này nó mặt trắng, nó đi vòng đằng sau. Đó, các bác thấy thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Đó, bánh xe di chuyển nhé. Đây là quai sách của nó đây. Sau đây chính là phần lưới này. Trong đây nó cũng có thêm một cái màng này nữa này. Đó, các bác thấy chưa? Đây, mình có thể lấy ra được nhé. Cái này thì nó giống như một cái màng than hoạt tính này, và mùi nhé. Còn đây là cái tấm lưới, lưới này sẽ lọc bụi thô. Việc các bác không sử dụng can nước hoặc mình sẽ gỡ cái lắp này ra này, mình sẽ đưa thẳng trực tiếp ống nước đưa ra ngoài. Đó. Đây là con màu xanh này, Corona. Tất cả chức năng này có đồng hồ hiển thị phần trăm độ ẩm nhá. Riêng con này thì nó có cảm biến chống đổ, nó cũng giống như con Pala có cảm biến chống đổ. Nếu mà máy đổ nó sẽ ngăn máy. Đấy, khi các bác rút can nó có một cái tiếng nhạc rất là hay đúng không ạ? Ok, đấy các bác ấy, nghe rõ tiếng nhạc luôn nhá. Đây nước này, đóng vào thì bắt đầu là máy lại chạy tiếp. Đây là một con màu lông. Đây là một con màu lâu này. Đó, màu lâu đây nhá. Con màu này đẹp này các bạn này. Rất là đẹp luôn. Xuất sắc đúng không ạ? Các bác có thể thấy rằng là những con máy em tuyển chọn nó quá là đẹp luôn. Cái dây của nó rất là mềm nhé. Đây, cái phần dây điện của nó này là rất là mềm luôn. Hơi gió ra ấm. Cánh đảo này. Con này thì nó sẽ là cánh đảo và đảo cả bên trong này nhé. Đó, bên trong nó cũng có cánh đảo bên trong này. Để đưa gió ra khắp tất cả các phòng luôn. Sản xuất năm 2018. Công suất con này là 310W. Nó sử dụng ga 134A. Hầu như nó sẽ sử dụng ga 134A nhé các bác nhé. Ga này nó sẽ giống như trên cái dòng ga của tủ lạnh. Và đây là con Sáp này.
Sáp này bọn em hay gọi nó là sáp cuộn. Đây các bác sẽ nhìn cái phần đằng trước này, đó nó cuộn vào này, con này nó có ion này, đó ion thì khuẩn nhé. Và cái ca nước của nó thì nó sẽ nằm ở bên trong này, nhìn rất là đẹp, nó đều có bánh xe di chuyển. Thì cái con này nó không phải đầy ca đâu, dòng sáp này nó thật các bác là sử dụng nó cực kỳ là lành. Đấy, riêng cái dòng sáp này em thấy là rất là lành. Con này nó là sản xuất năm 2000 mấy đây, 2006 nhá. Thì em lấy can nước ra thì các bác sẽ mở phần mặt lên này, đó, bấm vào đây là nó ra này, đó nó ra được cái mặt của nó, và trong đây chính là can nước của nó đây. Đó, các bác nhìn đẹp chưa? Đấy, phần đây phần đèn ion nhá, mình tắt bật tắt ion này, đó bật lên này, ba mức gió khác nhau và ba chế độ hút ẩm, ba chế độ xoay quần áo. Can nước nó kiểu này đây các bác nhìn rất là xinh. Đó, mình đóng mạnh tay một chút nó sẽ vào lưỡi, đóng vào các bác sẽ nhấn vào cái lưỡi này. Con này của nó sẽ là dàn lạnh bên trên, dàn nóng bên dưới, nên các bác có thể là lấy được gió nóng gió lạnh độc lập riêng nhé. Tại vì con này nó của nó hai quạt nên nó sẽ lấy được độc lập riêng. Đây phần lưới chắn bụi, dàn con này cực kỳ là đẹp. Mình tháo rời được từng cái lưới này ra để mình có thể mình vệ sinh được. Có hẹn giờ nhé, tất cả những máy này đều có hẹn giờ hết. Rồi tiếp tục đằng sau này thì chính là con Panasonic này. Thì những cái hàng máy này nó là hàng máy bãi, nên là việc trong quá trình vận chuyển nó xước vài vết xước sát bên ngoài nhẹ nhẹ là không thể tránh được. Đó, còn đâu tất cả đều là sơn zin hết nhé. Đây các bác thấy can nước này, đó em mới test được lúc thôi, can nước này con này rất là to, máy rất là to luôn đấy. Đây đằng sau nhá, đẹp nhá. Hôm qua thì em cũng đã quay video về cái dàn của nó rồi, của dàn con Panda, và thực sự là nó rất là mới, hết ổ cắm rồi. Đó thì là trong số này sẽ có con Corolla màu lâu đã bán rồi này, con Panasonic đã bán rồi này, còn một con Corolla màu xanh đó, và con sáp. Hiện tại bây giờ em đang còn hai con mít mít cong nữa, đó 10 lít trên một ngày, điện 100V. Thì bác nào cần về con đó thì em sẽ vệ sinh nhá. Rồi tất cả những máy này là toàn bộ là hàng zin nguyên bản đấy, sơn zin thì máy mới về thôi, và em cũng đã tranh thủ cố gắng dọn cho sớm đấy, sau đó để gửi đến cho các bác. Thì những cái máy này thì rất là cần thiết trong cái thời điểm mà hiện tại bây giờ miền Bắc đang mưa ẩm rất là nhiều. Các bác sử dụng một con máy này thì không phải là bây giờ mình sử dụng có một mùa thôi, mà còn phải sử dụng về lâu về dài. Tổng quan máy thì rất là đẹp, đó rất là đẹp. Thì chi tiết bác nào mà cần con máy nào thì liên hệ với em nhé, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và thông số kỹ thuật. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác.